Chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Video này mình sẽ giới thiệu với bạn một trong những siêu phẩm mới ra mắt của nhà Season vào cuối năm 2023 và hiện đang có sẵn tại Genwatch. Chiếc đồng hồ đặc biệt này kết hợp giữa công nghệ tiên tiến với thiết kế tinh xảo của các nghệ nhân Nhật Bản, là chiếc đồng hồ đeo tay minh chứng cho cam kết của Season về sự khéo léo và không ngừng đổi mới của mình trong thế giới đồng hồ. Hãy cùng Genwatch tìm hiểu toàn diện về Season Series 8 880 GMT với mã quốc tế là NB603059L. Là một trong những nhà sản xuất đồng hồ và bộ máy hàng đầu thế giới trong hơn 100 năm, Season là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Nhật Bản có lịch sử phong phú về chế tạo đồng hồ truyền thống, những cải tiến về chế tác và tay nghề thủ công chất lượng. Thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu thấp cấp của Season và các sản phẩm cao cấp nhất của hãng, Season đã giới thiệu bộ sưu tập Series 8 mới nhất dựa trên phiên bản được ra mắt vào năm 2008, một loạt đồng hồ tự động thể thao với thiết kế vỏ đặc biệt đẹp mắt. Season mô tả Series 8 là chiếc đồng hồ cơ học cho cuộc sống hiện tại. Dòng sản phẩm này kết hợp thiết kế mạnh mẽ, thanh lịch với các tính năng thiết thực. Số 8 gợi lên khả năng vô hạn về tay nghề thủ công của thương hiệu. Chiếc đồng hồ này nhấn mạnh hơn nữa vào khả năng chế tạo đồng hồ hoàn hảo của Season và sự chú ý đến từng chi tiết. Đồng hồ có vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L với kích thước là 41mm, được chế tác với những đường cắt sắc nét và rõ ràng, gợi lên cảm giác tinh tế thú vị. Khoảng cách lắc tu lắc là 49mm và độ dày là 13,5mm. Bạn có thể thấy rằng nó đeo rất thoải mái trên cổ tay nhờ kiểu dáng và vỏ mỏng. Season Series 8 được tô điểm bằng lớp hoàn thiện có độ bóng cao và vấu vát để hoàn thiện phong cách thể thao, mang lại nét sang trọng cho thiết kế tổng thể. Dây đeo H-Link thanh mảnh và linh hoạt, mỗi mắt xích riêng lẻ khớp nối nhịp nhàng để ôm sát cổ tay và sáng bóng ở các góc cạnh khác nhau. Khung bezel 2 chiều 24 giờ với tông màu xanh lam và đỏ gợi nhớ đến thiết kế Pepsi. Viền có các rãnh cho phép người đeo dễ dàng xoay theo cả hai hướng khi di chuyển để dõi theo múi giờ. Mặt số màu xanh sống động có hoa văn, lấy cảm hứng từ đường chân trời Tokyo và cửa sổ của các tòa nhà chọc trời ở đó. Bạn có thể nhìn thấy mỗi thành phần của mặt số đều được thể hiện một cách khéo léo. Kim đồng hồ và các vạch chỉ giờ ở dạng dùi cui được phủ một lớp dạ quang độc quyền của Season để có thể xem giờ khi trời tối. Cửa sổ ngày ở vị trí 3 giờ nhỏ gọn giữ cho mặt số có độ đồng nhất. Đồng hồ được trang bị kính sapphire chống xước, chống va đập tốt, giữ cho mặt số luôn rõ ràng bằng một lớp phủ chống phản chiếu. Bạn có thể nhìn thấy qua mặt sau của vỏ là bộ máy in-house Calibre 9054, một bộ máy mạnh mẽ về hiệu suất được ra mắt cùng với dòng Series 8. Bộ máy này có 24 chân kính, hoạt động với tần số là 28.800 nhịp mỗi giờ, với khả năng kháng từ được tăng cường do các bộ phận được chế tạo từ hợp kim phi kim loại, khả năng dự trữ năng lượng ở khoảng 50 giờ khi được lên cót hoàn toàn. Chức năng GMT thì không còn xa lạ gì với những người có thói quen thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia nữa. Nó cho phép người đeo điều chỉnh kim giờ khi đang di chuyển, tức là bạn có thể nhìn vào đồng hồ mà có thể biết được chính xác múi giờ của hai quốc gia khác nhau. Đồng hồ có khả năng chống nước ở độ sâu 100m, bạn có thể yên tâm khi sử dụng em nó khi đi mưa, rửa tay và mang đi bơi cũng được. Nhìn chung, Season Series 8 GMT là một chiếc đồng hồ du lịch rất tốt và mạnh mẽ trong một thiết kế cực kỳ tinh tế. Season đã gây ấn tượng một lần nữa khi mang đến một chiếc đồng hồ du lịch hiện đại với chức năng GMT chiếm ưu thế nhờ khả năng điều chỉnh nhanh chóng kim giờ trung tâm trên đồng hồ của bạn theo bất kỳ múi giờ nào mà bạn đang ở tại thời điểm cụ thể. Cho dù bạn là người đam mê du lịch hay là người yêu thích sự phức tạp của những chiếc đồng hồ cơ thế hệ mới, chắc chắn Season Series 8 GMT sẽ đáp ứng được nhiều sở thích đa dạng của người đeo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.